chuối đây, chuối rất nhiều nha các bác nhá. Chuối cực kỳ đẹp luôn, chuối em đang quay cho cả nhà. Đây là chuối tiêu này, chuối tiêu hồng này, cực kỳ đẹp, siêu siêu đẹp. Đây chuối đang xuất cho khách hàng các bác. Đây chuối 4 lá rồi này. Nói chung là chuối thì nó như cây ngô, nó chỉ tầm 3-4 lá thôi, chứ nó không nhiều đâu. Trồng cây to quá thì nó chột các bác nhé. Còn đây chuối tây thái lùn của bên em đây. Đây là chuối tây thái lùn các bác nhé. Nếu mà quay như này thì không biết được là đâu là chuối tây, đâu là chuối tiêu. Nhưng mà thường thì các bác đến, các bác nhìn ấy, đặt hai cây vào với nhau thì nhìn dễ những cái sự khác biệt. Lá chuối tiêu nó sẽ to hơn, cảm giác như kiểu là mỏng hơn ấy. Còn lá chuối tây nó dài hơn và dày hơn. Đấy, đợt này chuối tây thái lùn rất là đẹp. Khác với thời điểm mà hôm trong Tết nó lạnh quá nên là nó hơi kém. Alo hả? Dạ vâng ạ. Em ở trường đại học nông nghiệp 1 Châu Quỳ Gia Lâm. Vâng. Không, em ở Gia Lâm nhé. Có nha, em chờ tí em điện lại cho, em đang có việc tí. Chuối thì thường thì bà con sẽ dùng vào tầm bắt đầu ăn Tết xong như thế này mọi người sẽ dùng các bác nhé. Bởi vì chuối thì dùng 10 đến 12 tháng ra quả nên mọi người thường chọn vào cái mùa này để dùng. Vì sao lại chọn mùa này? Bởi vì là khi chọn mùa này thì chúng ta có thể thu hoạch quả để bán, để cung cấp ra thị trường vào thời điểm bắt đầu ăn, chuẩn bị ăn Tết, phục vụ cho ví dụ như chuối tây ấy, chuối móc ấy thì phục vụ cho nhu cầu làm giò chả rồi các loại đồ ăn chay. Còn chuối và tùy theo từng vùng miền người ta thắp hương Tết, bày Tết nữa. Ví dụ như khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, khu vực miền Trung mọi người sử dụng chuối tây để thắp hương. Nhưng mà miền Bắc thì lại đặc biệt lại sử dụng chuối tiêu. Nên là các bác có thể dùng chuối, chắc chắn là các bác dùng chuối thì sẽ dùng từ tháng này đến tháng hết tháng 2, tháng 3 âm các bác nhé. Có những cái bác mà chăm cây rất là tốt thì tầm 9 tháng thì chúng ta sẽ nhìn thấy chuối đã có những cái lứa quả đầu tiên rồi. Và cái dòng chuối này là gọi là chuối cấy mô. Thì sau khi các bác dùng những cái lứa đầu tiên thì các bác có thể tận dụng lại 3 đến 4 đời sau. Sau đó mới chặt bỏ, bởi vì cây chuối ấy thì nó còn ra 3 4 đời con của nó sau nữa. Cái kết quả của nó vẫn rất là ổn định. Rất là đảm bảo. Chứ không, nó không bị mai một như các cây khác các bác. Cái lô hàng này ngày hôm nay là bên em xuất cho khách đặt rồi. Khi em gửi cho xe thì các bác nhìn thấy cũng lưu ý cho em là cái sọt này nó sẽ cao tầm khoảng 30 phân. Cái sọt này nó cao tầm khoảng 25-30 phân. Và chiều, một chiều của nó là 40 phân, 40-50 phân, một chiều cao là 30 phân. Thì em sẽ trồng hai sọt lên là một. Nếu mà trồng hai sọt lên là một như thế này thì cái xe nó sẽ nhẹ bớt đi chứ nó không bị nặng. Thường thì chuối bọn em không xếp sẵn lên như thế này đâu, thường khách đặt thì bắt đầu xếp lên như này nhé các bác nhé. Khách đặt rồi thì xếp lên sọt như này, còn bình thường chuối là sẽ để trong nhà chứ không xếp như này. Thường đấy, đây là cây chuối em sẽ quay cụ thể cho các bác như em vừa chia sẻ với các bác này. Chuối nó sẽ là 4 lá, khi mà các bác về rồng ấy thì chuẩn bị phân chuồng nhiều một chút, ủ mục nhiều một chút, sau đó các bác bóc cái bầu này ra và đặt xuống rồng bình thường. Cái cây chuối này nó là cây chuối vì là đã được xử lý rồi nên nó là chuối hoàn toàn sạch bệnh. Các bác về thì sau này khi nào bắt đầu thời điểm ra quả chúng ta bắt đầu cái phun chuối thì nó thường bị nhạy thôi, nhưng mà những cái dòng chuối mà cấy mô như thế này thì nó đã không, cái tỷ lệ bị nhạy của nó đã giảm thiểu rất là tối đa rồi, nó không còn bị nhạy nhiều nữa các bác nhé.
Bên em chuối tây và chuối tiêu thì em đã quay cả hai dòng chuối tây và chuối tiêu cho các bác. Tuy nhiên cái dòng chuối thì giá nó sẽ khác nhau, ví dụ chuối tiêu hồng thì giá của nó sẽ rẻ hơn, còn chuối tây lùn thì nó sẽ ở mức là cao hơn các bác. Giá nó gấp đôi nhau đấy chứ không phải là ít đâu. Thường thì các bác sẽ gọi thì thời điểm nào em sẽ báo giá thời điểm đấy chứ không báo giá trên kênh nữa, vì khi em báo giá như này thì có rất nhiều bác gọi từ tháng này qua tháng kia mà gọi lại xong lại đòi hỏi là giá nó phải như cái thời điểm em bắt đầu quay video, nên nó rất là khó. Có rất nhiều loại cây khi em đọc giá cây lên rồi ấy, thì các bác lại tìm rồi các bác lại bảo là tôi xem những ngày đến ngày nọ giá nó chỉ có thế thôi. Nên là những cái video tiếp theo của em sắp tới em sẽ không báo một loại giá trên một loại giá nào trên video nữa, một trên kênh của em nữa, mà em sẽ báo giá theo từng thời điểm khách hàng gọi các bác. Các bác mà dùng số lượng nhiều thì em có thể gửi xe khách cho các bác, còn bưu điện thì em sẽ hạn chế gửi hơn, và sẽ phải gửi tức là những mức độ như nào đấy thì có thể báo bên em thì em có thể cụ thể để gửi bên bưu điện. Nhưng mà chuối thì có thể gửi được bên bưu điện, nhưng có rất nhiều nguồn loại cây mà em không gửi, đấy là cây đào. Nhu cầu của khách dùng đào rất là nhiều nhưng em không gửi, nhưng cây chuối này em có thể gửi bên bưu điện. Và các bác lưu ý là khi khách lấy nhiều thì những sọt như này em sẽ trồng lên, vào một sọt như này là sẽ hơn 100 cây để em gửi cho các bác. Các bác yên tâm đảm bảo là sọt này di chuyển thoải mái, không sợ hỏng gãy các bác nhé. Video em hôm nay em Yến giới thiệu với cả nhà về chuối ngày hôm nay xin được dừng ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn quan tâm kênh của em.